Chào các bạn, hôm nay mình bắt đầu diễn hình tiết diễn đầu tiên. Thì các bạn có thể tìm thấy bài tập này trong thư mục là Exercise Star và số 2 là Sketch. Thì mình vào trường Sketch nhé. Đây thì tôi vào thẳng trường Sketch luôn nè. Tại vì hôm nay mình chuyên dựng 2D thôi, tôi vào trường Sketch này. Rồi, đầu tiên các bạn thấy, nhìn cái hình trước các bạn, nó là một hình có tính chất là đối xứng. Cho nên có thể là mình sẽ vẽ cái đường tâm để mình lấy đối xứng. Và đây thì đa phần là đường thẳng nên khá là dễ, mình chỉ cần việc diễn đúng những cái hình dạng như vậy, mình bổ sung kích thước sau thôi. Thì đầu tiên thì mình vẽ đường tâm trước nhé. Mình sẽ vẽ một cái đường satellite thế này. Đấy, mình vẽ một nửa rồi mình đối xứng. Thì đầu tiên chắc là tôi dành một ít thời gian để tôi nói qua về cái giao diện của cái môi trường Sketch này. Tôi phóng lớn lên như vậy nói các bạn. Thì đây là các bạn thấy là nó những cái ribbon này là những cái công cụ mình sẽ thường gặp. Ví dụ như đầu tiên là cái này là cái nhóm là dùng để chỉnh cái việc mình hiển thị lưới, cái mắt lưới là để mình hiển thị cho nó dễ nhìn thôi. Thường thường khi que tôi không cần dùng lưới các bạn, những chấm chấm nhìn lưới là khó chịu con mắt của mình. File system này nó cho phép mình là lấy một cái tiết diện đã có bên ngoài vào. Ví dụ như các bạn đã từng vẽ ở bên AutoCAD, các bạn thấy là những định dạng như là Sketch nào hoặc là IZ hoặc DWG, tức là mình import một cái tiết diện đã có vào để mình xử lý tiếp. Đây là các công cụ lựa chọn của nó. Đây là cái phần nói về những cái đối tượng chuẩn. Và mình là việc chính mình đó là hai cái thẻ này các bạn, ba cái thẻ này. Đầu tiên là Sketch, tức là những cái công cụ dựng hình. Ví dụ như các bạn thấy có những công cụ dựng đường thẳng, hình chữ nhật, hình tròn, cung tròn, ellipse, đường SP line, lệnh gì bo tròn, vác cạnh, ghi văn bản, rồi như là offset, lấy đồng dạng, lấy những cái template chuẩn, những cái hình dạng thường gặp ra ngoài, những hình như là ngôi sao, năm cánh, sáu cánh, rồi những cái profile thường gặp thì trong cái palette này các bạn thấy gọi ra được. Editing tức là những cái công cụ mà dùng để xử lý, như là mình sẽ chỉnh sửa kích thước, mình corner tạo góc, mình xén bỏ đối tượng, rồi mình mirror lại đối xứng. Cái phần constraint này là các phần những cái ràng buộc hình học, ví dụ như là ràng buộc về thẳng đứng, ràng buộc nằm ngang, vuông góc, rồi trùng nhau, lấy trung điểm, tiếp tuyến, hai đối tượng đối xứng với nhau qua một cái đường trục, rồi hai đối tượng sẽ bằng nhau về mặt kích thước hoặc là song song với nhau. Ở đây là cái phần ghi kích thước, tức là mình điều chỉnh kích thước. Thì các bạn lưu ý luôn là nó chỉ có một cái nút ghi kích thước thôi. Mình ghi kích thước dù như là đoạn thẳng, kích thước hình chiếu, kích thước góc, tất cả đều do vào cái cách mình lít đối tượng như thế nào, mình sẽ ghi được kích thước đó. Tất cả cụ thể trình bày cụ thể sau. Rồi ở đây là cái phần là mình khảo sát xem cái đối tượng mình vẽ đó đã phù hợp hay chưa. Đấy là những công cụ, toàn bộ những công cụ về Sketch 2D. Thì tôi sẽ làm đúng quy tắc như các bạn, là đầu tiên là mình dựng đúng hình dạng thôi, các kích thước mình chỉnh sửa sau. Ví dụ ở đây nha, thì tôi chỉ vẽ đơn giản thế này nè. Tôi slide, tôi vẽ từ đây, tôi kéo ra, tôi kéo xuống, tôi kéo qua như vậy, tôi kéo lên đây đúng không nè. Các bạn chú ý trong quá trình diễn hình của mình á, thì đôi khi nó nhắc mình là nó hỏi mình là mình có muốn cho nó bằng nhau hay không, hay là cái chữ y này là rất là thẳng đứng đó, như vậy nó bằng nhau nè. Mình thấy rằng là gì, anh này là 15 đúng không, anh này là 12, tức là không bằng nhau. Thì mình đừng cho nó bằng nha, mình cho nó thấp chút xíu đó. Rồi cho nó ra như vậy, rồi cho nó lên như vậy. Rồi các bạn thấy là nó có phần chéo ngang như vậy đúng không nè. Rồi nó đi qua như vậy. Các bạn nó hỏi nè, bằng nhau hay không nè. Thì nếu như mà nó cho bằng như vậy á, thì các bạn giả sử như tôi cho nó bằng đi, như vậy nha, tôi cho nó bằng như vậy. Rồi tôi hạ xuống như vậy, rồi tôi kéo ngang qua như vậy. Đây, trong tình huống là gì, nó tự ý cho bằng mà mình không muốn nó bằng á, thì các bạn có thể là xóa đi nha. Thế là chỗ này không yêu cầu, tôi cần tôi delete đi để nó mất đi. Đấy, anh này cũng vậy nè, đâu bằng nhau đúng không nè, thì mình delete đi. Rồi tiếp theo các bạn thấy mình sẽ mirror nó qua luôn nhé. Các bạn chọn toàn bộ đối tượng nè, để dùng đỉnh là mirror, mình đưa nó qua đây. Rồi mình kích thước thì ở đây, ví dụ anh này là 15 nhé, nhưng nếu chỗ này tôi gõ 15 liền các bạn, tôi gõ 15 vô nhé, nó đang là 1.3 đúng không, tôi gõ 15 vô thì sao, đây nó sẽ biến dạng hình của mình luôn các bạn. Thì trong tình huống đó các bạn có thể là trên Z undo nó lại, và mình sửa các kích thước theo đúng yêu cầu của nó trước, rồi mình mới bổ sung, rồi mình sửa kích thước một lần theo cái hình cái thước yêu cầu của nó nhé. Đây mình chỉ cần vẽ đúng nè, rồi mình bổ sung đúng những cái fillet của nó. Dù ở đây tôi có cái fillet anh này nhé, tôi bo tròn luôn. Ở đây cũng có bo tròn đúng không? Thật sự thì tôi không biết cái việc là bo tròn trong môi trường Sketch này các bạn, nhưng mà đây là do mình đang học tiết diễn á, nên trình bày các bạn luôn.
chứ sau này các bạn lặn thì bỏ ra bên ngoài nó rất là thuận tiện. Rồi ở đây R4 đúng không nè, tức hai này bằng nhau, tôi cho nó là anh này anh bằng với anh này. Rồi anh này là R6 đúng không nè, thì tôi cũng cho là ông này bằng với ông này. Đó. Rồi để hạn chế cái việc là thay đổi kích thước như vậy thì các bạn chỉ cần ghi đúng nhưng không cần sửa. Ví dụ ở đây nhé, họ cho mình kích thước là 57.5 thì mình cứ ghi thôi, giống như là từ đây tới đây mình đang như vậy, nhưng đừng gõ số, mình cứ enter bình thường, mình enter một lần như vậy. Rồi kích thước này mình enter nhé, kích thước 12 này các bạn cái việc là chọn được cái thước này, bạn bích vô đây một cái, bạn kéo ra ngoài và nó rút giữa nha các bạn, nó rút giữa, enter một cái. Rồi kích thước tổng này các bạn bích bên đây một cái, bên đây một cái, các bạn kéo xuống đây nè, các bạn nút giữa đây một cái nó ra cho mình enter một cái. Kích thước này đích vô đây một cái, nút giữa bên ngoài một cái. Các bạn thấy ha, những kích thước mà cái màu mà xanh nhạt của nó đó, nó gọi là kích thước yếu, weak dimension. Như cái này các bạn không thể xóa được nha, các bạn thấy nè, các bạn không xóa được nó, các bạn không xóa được, delete nó báo lỗi à. À, nhưng nếu như các bạn chủ động ghi kích thước của các bạn thì những anh nào không cần thiết á, tự nó sẽ mất đi các bạn. Đó là những anh nào mà nó không cần thiết tự nó mất à. Những cái thứ nào màu đậm hơn đó gọi là strong dimension, đó là kích thước mạnh đó, thì là do mình ghi ra nó không mất. Nhưng mà những cái nào kích thước yếu á mà không cần á, tự nó mất thôi. Ví dụ đây tôi có cái R đúng không nè, tôi ghi một cái R ở đây. Thì các bạn lưu ý nha, đối với kích thước bán kính, các bạn chỉ việc lít giữa cung tròn và nút giữa bên ngoài. Đây như mình là bán kính. Rồi còn kích thước nào nữa không nè? Còn cái thước bề rộng rồi đúng không? Cái thước bề rộng 17.5 này mình cũng chọn anh này, mình ghi ra như vậy. Đấy, mình enter. Rồi, cái khoảng cách 20 này mình cũng ghi nè, anh này với anh này. Mình enter. Rồi, cái kích thước này mình cũng enter. À, nó báo lỗi gì đây? Nó báo là bị xung đột, là mình sẽ nó bị trùng với anh nào nha. Anh symmetric. À, như thế này các bạn. Nếu mình đã có kích thước này nha, có kích thước này, có kích thước này, thì mình lấy anh này mình trừ anh này mình chia đôi ra đó là mình hoàn toàn có được cái anh này, cho nên nếu mình ghi nó sẽ bị sai các bạn, cái này không ghi được kích thước này nhé. Ở đây nó ghi gì đây, C12 tức là cái này vác 12 này các bạn, thì ở đây các bạn có thể là cho anh này với anh này ha, nằm ở đây nó là báo trùng nè, đây nó là symmetric hoặc là equivalent, các bạn xóa chức năng equivalent này đi nhé, hai này đâu bằng nhau đâu, cho nên mình delete nó đi, thì nó cho mình ghi. Rồi tiếp theo như vậy, C12 tức là nó là hai cạnh 12 hết nhé, thì các bạn sẽ cho anh này góc 45 độ cũng được, các bạn có thể là đi anh này để cái thước góc thì các bạn lấy cạnh trước một cạnh thứ hai và bạn nút giữa đang cái thì bạn sẽ có cái thước góc. Rồi anh này là R như vậy, các bạn cũng là ghi như vậy, các bạn phóng to lên nha, bạn nút giữa đang cái để bằng cái thước R. Lúc này các bạn đã có kích thước của mình á, là hoàn toàn giống với những kích thước yêu cầu của nó. Thì các bạn lưu ý luôn, có một cái điều là người dùng là hay mắc phải, người dùng mới, đặc biệt là người mới học hay mắc phải là gì, cái mẫu kích thước mình đưa ra nó không giống với mẫu kích thước yêu cầu của bản vẽ, thì cái đó các bạn sẽ không thể sửa được giống bản vẽ. Tại vì đây nha, khi bạn xong hết rồi nè, các bạn dùng cái nút này, cái nút gọi là modify, các bạn chọn toàn bộ nó, các bạn chọn toàn bộ trước nhé, các bạn chọn toàn bộ nè, sau đó các bạn dùng chức năng là modify. Rồi các bạn thấy ở đây mình sẽ có một cái bảng, các bạn mình chú ý bỏ nút mà đi nha, tại vì bạn nhấn này để này tức là sao, bạn sửa thức nó chạy theo liền, cho nên bỏ này đi. Rồi mình sửa một lần rồi cập nhật toàn bộ, ví dụ đây nha, các bạn nhìn nè, cái anh 8.4 này á, người ta yêu cầu là bao nhiêu, người ta yêu cầu là 57.5, bạn gọi 57.5 và bạn enter. Kích thước 1.38 này người ta yêu cầu là bao nhiêu, người ta yêu cầu là 15, các bạn gõ 15 vào. Anh này sẽ là 12, anh này sẽ là 97.5, anh này sẽ là 27.5. Rồi cái anh này cao là 57, cái anh này sẽ là 6, cái anh này sẽ là 17.5, anh này sẽ là cao là 20, anh này là 12, các bạn C12 mà ha, cho nên vác 12. Anh này là 45 độ, anh này là 4. Rồi sau khi các bạn đã có rồi thì các bạn việc là ok, thì các bạn thấy nè,
nó tự động các bạn, nó regen lại cho mình như vậy. Bạn nếu bạn thấy rối quá, bạn hãy tắt bớt những cái ràng buộc đi nha, và tắt bớt những cái đỉnh đi nè, tắt bớt cái constraint đi, thậm chí cái thức muốn tắt luôn bạn hãy tắt bằng cách này, nhưng mình hiện lên nhé như vậy. Thì các bạn thấy đây nè, rõ ràng là cái tham số của anh Creo là như vậy, tức là mình chỉ cần quan trọng là mình giải đúng cái tiết diện ban đầu thôi, còn các kích thước đó là mình có thể là bổ sung sau, điều chỉnh sau đều được hết. Dễ nhìn nè các bạn. Và các bạn rút ra một điều nữa là gì, nếu như muốn dùng cái công cụ này á, thì bắt buộc cái mẫu kích thước của mình á, phải hoàn toàn giống với cái mẫu kích thước mà các bạn đã yêu cầu đó, trong trường hợp là mình dựng hình lại. Còn trong tình huống các bạn là người đi thiết kế mới từ đầu và các bạn không biết kích thước mình là như thế nào hợp lý á, thì các bạn có thể là gì, mình vẽ rồi mình điều chỉnh từ từ cũng được, chứ không biết là phải xài cái chức năng này. Cái chức năng này nó dùng như là gì, mình thiết kế lại bản vẽ của người ta thôi. Còn nếu mình thiết kế mới, mình sẽ có cách khác mình làm ở clip tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn.